Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang nha. Hôm nay mình theo anh Dân, anh Dũng đến ấp 2 xã An Thái Trung, những cái bè tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay các anh cưa cây xoài nha. Thì cây xoài này nó nghiêng về bên phía hàng rào của nhà kế bên. Bên dưới đây là những cây kiểu nguyệt quế và những cây bích. Một chút các anh sẽ cưa như thế nào, xin mời cả nhà cùng theo dõi với mình nha. Trái dưới nó quạt xuống, tôi đi lấy về thì giống lên đó. Chết bà rồi. Chết dây rồi, nó kịp nó được rồi, chị tầm hết. Nói chuyện đi. Quên là thật nước cười đó nha. Còn dây chì bỏ cho nó ra. Hiện dân đang cột cái nhánh. Hiện dân đang treo nhánh như thế này. Không chưa? Không treo. Nó kéo mà. Thôi anh xuống đi để em làm cho. Em sọt sáo quá. Nó bộ quá. Bộ xào xáo á. Treo dây cái nhánh đó về bên phía nhà của hàng xóm cả nhà. Ngay chặt cái mấy con mà cái mấy con này nó cũng rất là yếu. Bảo đảm sự an toàn. Không? Con vô đi anh ngồi vào đó. Kéo nó quật vô lại. Đó, đó, đó. Đó, đó, đó. Đó, đó.
hạ luôn cái phần gốc. Dân và anh Dũng đã hoàn thành xong cái xoài cái nhà, thì có đó cắt là củi á. Mình cũng xin tạm kết thúc video tại đây, tạm biệt cả nhà nha, cả nhà những video mới tiếp theo.